lực lắm nha mọi người. Thấy nó 50 vậy chơi nó chạy lực lắm. Cỡ như mấy anh 4 thì là làm hôm qua thôi nha mọi người. 50 cùng hệ nha. Hello Đức Vlog chào mọi người nha. Em lên cho mọi người một con dai B1. Con này 2 thì nha mọi người. Sao nhất riêng nha. Được cái màu đỏ với cái insulo rất là đẹp nha. Cái dáng classic, cổ điển nha. Xe này chạy cái máy nó hú giống như là nó gần giống như mấy chiếc mô tô vậy mọi người. Nhảy lắm nha mọi người. Không phải cứ 2 thì là nó khó nổ đâu. 2 thì mà zin hết thì nó cứ nhảy thôi. Một chân là nổ thôi. Cái solo cái bô quá đẹp luôn mọi người. Màu đỏ nữa, may mắn nữa. Nước sơn xiên. Sơn xiên zin 100% nha mọi người. Coi cặp lốc nè. Lót tới tiền ghê. Về nóc nữa. Nói chung cái xe nhìn sáng lắm nha. Cái bồ mọi người 50. Xe này đi rất ít nha. Mọi người nhìn cái gấp nó biết đi ít đi nhiều rồi. Có tăng sơn hay nhiều lần hay không cái nó chạy vậy. Này chỗ tăng sơn đó. Yên solo nữa, cái yên này không là bộn tiền. Máng đẹp nha mọi người. Đát của nó vậy chính xác quá. 5596 nha. Xe này sơn xe ghi 100% nha mọi người. Cái này em bảo đảm. Đảm bảo cho mọi người nha. Chi tiết cho anh em dễ. Và anh em này muốn có hình thì app Zalo em gửi hình qua cụ thể nha. Em làm nhiều mảng lắm, Zalo, Facebook, TikTok, YouTube. Cái lồng sắt nè mọi người, cho nên là nó bị xé vậy nè, đa số là vậy. Buộc gấp. Sơn xi zin. Cái đợt này nó có bong chóc cho 5 tháng nè. Mà cái đó giá trị nha, không có được cái sơn lại. Để vậy thì nó đẹp. Sơn lại là phí cái xe đó. Vì đồng thấp. Kính theo xe đẹp. Nhan đầy đủ. Chóa bóng háo luôn. Chóa nó còn rất là đẹp nha. Sáng xe nó nha mọi người. Xe này chỉ có về đổ xăng là đi thôi, không có gì bàn cãi hết, không có về phải làm bất cứ thứ gì hết. Đi đông đẹp luôn nha. Xi nhan đẹp. Cụm nó đẹp đúng rồi, cụm nó lạ lạ ha. Nó không phải giống như mấy cụm Honda mà vuông vuông nha, cụm này nó tròn tròn. Này hai chị zin theo xe luôn mọi người. Rồi một con dây B sản xuất 596 nha. Nhảy cực kỳ luôn, đi cà phê hay đi phượt rồi là êm nha mọi người. Xe này có tốc độ nha. 50cc nhưng mà có tốc độ. Tốc độ của 50 thôi chứ không phải là tốc độ của 125 ngàn gì nha mọi người. Đối với dòng 50 thì xe này chạy cũng khá. Nhìn cái bình xăng quá trời đẹp luôn mọi người. Rồi mọi người quan tâm hãy liên hệ em nha. Xe này chơi với nghiện giống như 67 vậy đó.
cái máy lực lắm, nó hú như là mô tô vậy. Rồi mọi người quan tâm thì liên hệ em nha, cộng 855 978 68 5678, số điện thoại Zalo nha. Mọi người app Zalo vui lòng bấm cái đầu số cộng 855 vô để mình liên lạc được cho nó dễ nha, chứ không có bấm cái đầu số đó vô là không có lên đâu nha mọi người, hay mọi người gọi trực tiếp vậy đó, cứ bấm cái đầu số cộng 855 lên giúp em. Rồi em cảm ơn mọi người nha. IB1 50cc.